Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 11 tháng 12 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trời tiếp tục nhiều mây âm u nên nhiệt độ có xu hướng giảm thêm, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng chỉ từ 15 cho đến 17 độ. Sang ngày mai, trời tiếp tục rét với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ 20 cho đến 22 độ. Mưa nhỏ vẫn có khả năng xuất hiện, tuy nhiên thì chỉ tập trung nhiều tại một số tỉnh vùng núi như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai vào khoảng thời gian đêm và sáng. Nhiệt độ sẽ giảm sâu nên cần chăm sóc đến sức khỏe cũng như là tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi để tránh bị tác động bởi thời tiết. Với các tỉnh Trung Bộ, do tác động của địa hình kết hợp với đới gió Đông Bắc cho nên khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, trời rét, các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi sẽ có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ trưa mai chỉ dao động trong khoảng 23 cho đến 26 độ. Còn các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận ít chịu tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Riêng một số nơi thuộc Nam Trung Bộ thì nhiệt độ có thể đạt mức 30 cho đến 31 độ. Ngoài ra, gió tại các tỉnh ven biển cũng mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Lùi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, đang trong những tháng mùa khô nên thời tiết khá ổn định, trời phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Các tỉnh Tây Nguyên đêm và sáng trời còn rét, nhiệt độ trưa chiều từ 27 cho đến 29 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ thì đạt ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ. Thời tiết nói chung khá thuận lợi cho giao thông cũng như là các hoạt động thường nhật của người dân. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho thời tiết các khu vực trong cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho đến 16 độ, vùng núi cao từ 10 cho đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi từ 11 cho đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ. Còn các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, tại đây trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, tập trung tại phần phía nam của khu vực, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, còn nhiệt độ cao nhất dao động từ 23 cho đến 26 độ. Các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, phía bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, còn phía nam thì mây thay đổi, ít mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại phía bắc là từ 19 cho đến 21 độ, còn phía nam từ 21 cho đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 25 đến 27 độ, phía nam là từ 28 đến 30 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, còn nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 cho đến 24 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Thưa quý vị và bà con, hiện tại trên ruộng sắn ở các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, Phú Yên đang xuất hiện bệnh chổi rồng gây hại. Bệnh chổi rồng làm giảm năng suất sắn từ 10 cho đến 15% và làm giảm hàm lượng tinh bột từ 20 cho đến 30% tùy theo mức độ gây hại. Bệnh thường xuất hiện vào đầu mùa mưa, bắt đầu gây hại từ tháng 9 và phát triển mạnh vào các tháng 1, tháng 3 năm sau. Những năm mưa bão nhiều, bệnh hại nặng hơn. Triệu chứng của cây sắn bị bệnh chổi rồng thể hiện ở hai giai đoạn. Giai đoạn cây con phát triển thân lá, hom giống bị nhiễm bệnh sau khi trồng lên mầm kém, sinh trưởng kém, lóng thân ngắn, lá ngắn và nhỏ, chồi ngọn rụt ngắn lại, cây thấp lùn, cây sinh trưởng kém, lá chuyển màu vàng, rụng hoặc chết khô. Còn giai đoạn cây sắn chín chờ thu hoạch thì đây là những cây nhiễm bệnh nhẹ, nhiễm bệnh sau, mặc dù cây sinh trưởng bình thường nhưng đến thời kỳ thu hoạch ngọn cây bị chết khô, phần thân đoạn dưới bị chết, các chồi mọc thành dạng chùm, hình dạng dù. Biểu hiện sinh trưởng của từng chồi giống như triệu chứng của giai đoạn cây con nhiễm bệnh chổi rồng, cây sắn ít củ và củ nhỏ hơn cây bình thường. Để phòng bệnh thì bà con cần biết nguyên nhân, sự lan truyền và điều kiện phát sinh của bệnh chổi rồng trên cây sắn, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như sau. Trước tiên là chủ động chọn hom giống sắn tốt, xử lý hom bằng hơi nóng hoặc là nước nóng 54 độ C trong thời gian 60 phút để trừ sâu bệnh hại trước khi trồng mới. Sau đó thì bón phân thúc đầy đủ và cân đối NPK theo quy trình trồng sắn sen lạc hoặc là cây họ đậu để bổ sung dinh dưỡng cho đất, hạn chế xói mòn rửa cho đất. Luân canh cây trồng với cây trồng khác như là cây ngô, đậu đỗ, keo, không nên trồng sắn độc canh trên một chân đất quá 2 vụ.
thường xuyên kiểm tra sâu bệnh trên cây sắn để phòng trừ kịp thời, đặc biệt là với dây. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.